Mời bạn nam. Rồi, rồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ. Em là tên là Trương Thị Kim Trung. Năm nay em 30 tuổi, quê em ở Kiên Giang nhưng mà em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận mấy? Dạ, em ở Phú Nhuận. Em làm điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy. À, rồi. Khoa nào em? Dạ, ngoại lồng ngực của anh. À. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Văn Tý. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Hậu Giang. Hiện em là nhân viên kinh doanh của bên công mảng thuốc bảo vệ thực vật ạ. Bên phân bón thuốc trừ sâu á. Hơi xa đó. Rồi bạn nam nhỏ hơn bạn hạ gái 2 tuổi nữa. Em có ngại gì không? Dạ không chị ơi. Nói chung là ở dưới quê em quan điểm mà chị, nhất gái lớn trai, nhất gái lớn hai gì trai lớn một mà chị. Nói chung không sao chị. Nhưng mà còn cái khoảng cách địa lý thì em tính sao? Nói chung là hồi đó giờ em không có cái cơ hội lên Sài Gòn nhiều. Nhưng mà nhờ cái chương trình này thì nói chung em có dịp lên Sài Gòn. Thì sau này nếu có hẹn hò thì có thể em sẽ sắp xếp thời gian lên Sài Gòn. Còn cái chuyện mà sau này em định cư ở đâu, bạn định cư ở đâu thì phải qua một cái thời gian dài để tìm hiểu nữa. Biết đâu sau này khi mà em quen bạn á, em thấy trên Sài Gòn có cái dịp mà em phát triển được á, thì em có thể định cư Sài Gòn. Sau này á, bạn quen em, bạn thương em á, thì bạn cũng có thể về Hậu Giang được ạ. Đúng rồi. Tương lai còn ở phía trước, chỉ cần yêu nhau là đúng á. Người ta yêu nhau, nửa dòng cái đất mấy ngàn cây số từ nước này bay nước kia, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em? Em thì điểm mạnh của em siêng năng, dễ hòa đồng, vui tính, em biết làm việc nhà và quan tâm mọi người, đặc biệt là em rất yêu trẻ con. Sở đoản của em thì thường thì em hay hậu đậu lắm, hay quên, hay mơ mộng. Nhiều lúc thì đi chơi với bạn bè hay gì đó, nghĩ thì mình đi một mình, nhiều lúc thì cũng có một người đi với mình để quan tâm, chăm sóc mình. Ước mơ rất là đơn giản, rất giản dị, và hy vọng là em sẽ sớm thực hiện được những cái ước mơ nhỏ nhoi đó ha, nhưng rất là hạnh phúc ha. Rồi bạn trai? Cái sở trường của em á, thì nói chung là em thật thà, siêng năng, chăm chỉ, chứ em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nhược điểm của em thì nói chung làm cái nghề kinh doanh bên cái mảng thuốc bảo vệ thực vật này á, nhậu nhiều, tại vì phải đi giao tiếp với khách hàng, người công việc này nọ tùm lum. Thì không biết bạn nữ mình có chịu mà nói chung quen một người nhậu không ạ? Do công việc hay gì thì cũng được, nhưng mà ít ít thôi, còn đừng hút thuốc thì tốt hơn. Nói chung hút thuốc chứ mấy cái trò mà cờ bạc ăn tiền á thì nói chung là không có. Chứ nói chung cũng có một số cái nhược điểm mà linh tinh đó. Nói chung là sợ máu, sợ độ cao, với thứ hai là chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh không được. Nói chung thấy cái là sợ mà nó dung dữ lắm. Bên kia điều dưỡng ta ngày nào cũng ta gặp mấy cái đó không à? Thấy không? Thấy em vậy chứ em cũng yếu đuối dữ lắm. Dạ. Yếu lắm hả? Nói chung yếu yếu một số phương diện chứ không phải là yếu toàn bộ ạ. Yếu phương diện nào nữa? Thì nói chung thì em nói nhiều khi người ta hay cười lắm. Nói chung ở nhà mà mẹ em hay ghen với cắt tiết gà tiết vịt rồi đó, mà em đó thì sợ máu, em đâu có làm được mấy cái chuyện đó đâu. Nói chung là em có sợ vợ không? Trước mắt thì em sợ bạn gái em dữ lắm, còn không biết sau này vợ thì chắc có thể sợ hơn nữa. Em thì có hai mối tình. Một mối tình là thời đại học trẻ, còn một mối tình là em ra trường rồi nhưng mà quen được 6 tháng. Do là khi mà quyết định em cần một người là chín chắn chia sẻ với em thì cái anh đó là không hợp với em. Có những quyết định là anh tự quyết định một mình, xong rồi sau đó anh mới nói với em. Đến nay là bao lâu rồi em? Dạ cũng 4 năm hơn. 4 năm. Năm rồi. Qua hai mối tình đó thì em cảm giác là bị sợ. Mình cảm giác là bị lặp lại cái bài học lúc trước, cho nên mình tự khép kín bản thân mình. Đạp vỏ dừa thấy vỏ dừa cũng sợ ha. Nhưng đừng có bi quan như vậy, cuộc sống phía trước rất là đẹp. Mình phải mở lòng mình ra đón nhận cái cơ hội mới. Hy vọng ngày hôm nay là em sẽ có một cái cơ hội mới thật là tốt. Dạ em cảm ơn. Rồi bạn trai thì sao nè, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Một cái mối tình là cái thời em sinh viên, quen bạn đó cũng được 2 năm. Sau khi mới ra trường đi làm thì em cũng có quen một bạn. Nói chung quen bạn đó cũng được 6 tháng Vậy thôi đó hả? Nói chung cái mối tình đầu chia tay thì tại vì lúc đó công việc của em, lúc đó em còn là sinh viên, cái công việc nó chưa ổn định được. Mà gia đình bạn ấy thì muốn kiếm cho bạn ấy một cái người mà có công ăn việc làm ổn định, gia đình khá giả, cho nên phản đối em với bạn ấy quen nhau. Cho nên em với bạn ấy nói chung cũng bị áp lực quá nên chia tay. Nói chung là cái mối tình thứ hai, tại sao nói chung là 6 tháng, nói chung là chia tay? Cái mối tình thứ hai thì mới ra trường, nói chung áp lực công việc nhiều quá. Em, bạn đánh giá em không có thời gian quan tâm bạn. Bạn nói em vô tâm. Rồi hai người cũng có cự cãi này nọ, rồi bạn chia tay. Rồi tới bây giờ gần 3 năm nay em chưa quen ai hết.
rút kinh nghiệm, đợt này có bạn gái là phải cố gắng này, ở xa nữa phải quan tâm nhiều hơn chút xíu nha. Dạ, rồi. Nói chung thì công việc bây giờ nó cũng ổn định, rồi thì em có thể lo lắng chăm sóc được cho bạn ạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em gái là như thế nào, em đặt ra tiêu chí như thế nào? Nói chung là phải cao hơn em, 1m65 trở lên. Rồi. Tóc tai gọn gàng và không có trắng ấy. Đen đen trắng em nghĩ là chắc không men đâu, mà em thì gần men vi, phải có chững chạc. Em thì em mém gớt, em có 1m65 mà mẫu gớt, với, mém với cái này giống giống anh Quyền Linh đó, tròn giống tròn vậy như vậy. Trời ơi, đã ha. Rồi có cái điều gì em không thích? Gia trưởng không trung thực, giống như là thất hứa với cái nó hay cần nhận, không hứa rồi. Rồi bạn trai thì không hút thuốc cũng đỡ rồi. Rồi, tiêu chí của bạn trai tìm một người bạn gái như thế nào? Người bạn gái nhỏ nhắn, lanh lợi, tóc vàng. Vàng. Không cần trắng lắm, hơi ngâm ngâm cũng được. Không xăm mình. Xăm môi được không? Được. Em chỉ yêu cầu không xăm mình thôi. Biết hát được thì tốt ạ. Cái này không hát được bạn ơi. Anh cũng thuộc cái tiếp mà nói chung tiếp hát dở cũng không sao. Gần 2 năm nay đi karaoke, đi hội họp bạn bè đâu cũng nhiều lần lắm mà chưa bao giờ vô karaoke mà ca. Nói chung hát dở rồi cũng làm biến hát lắm. Vậy chứ em làm gì giỏi? Hồi trước thì em chơi thể thao được lắm, chơi đá banh, chạy điền kinh đồ. Nhưng ở phong trào trường rồi em làm tốt lắm. Trong công việc thì em thấy được cái ưu điểm của em á, là em làm việc là nói chung có kế hoạch tỉ mỉ lắm, rồi dự trù những cái rủi ro này nọ trong cái đúng công việc đó, cái gì sao tỉ mỉ ha, rủi ro rồi luôn ha. Nhưng mà em học ngành nghề gì ra? Em thì học bên nông nghiệp, ở chỗ nào mà có cây lúa hay cây trồng gì là chỗ đó em sống được. Phải cũng nhưng mà thiết bị ở hậu giang cây kiển sống được không? Dạ cũng được á. Cây được. Là được ha. Dạ. Thành phố có nhiều cây kiển lắm, sống được. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là em thấy là tiến tới hôn nhân được? Có thể năm sau được thì tốt ạ. Ở quê em thì cái tuổi em giờ là nói chung mẹ em nói giờ là em ế ế nhẹ luôn rồi. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu gắng kiếm vợ đi, gắng kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Lát nữa cố gắng là thuyết phục bạn gái nha. Dạ. Bây giờ để cho ông Mai chưa coi mắt nhà gái trai luôn. Trai tao phải coi mắt này kia, tao coi con sao chứ, đúng không em? Dạ. Chào anh. Chào em. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Tóc hơi dài dài, xăm mình không có, đúng không? Dạ. Da trắng. Dạ, được. Nụ cười quyến rũ, hơn 1m55 luôn. Đẹp rồi đó. Ông Mai duyệt không? Duyệt. Bên dạ, đây, cảm ơn Huyền Linh. Theo anh đó, thì anh này sẽ có thể là nghe lời em rất là nhiều ha. Phục vụ chăm sóc em rất là tốt. Em không phải ghen gì hết. Chỉ cần nấu nướng cho anh, lo cho anh ăn là được rồi. Anh cũng hơi cục mịch chút nhưng mà dễ thương. Dạ, nhưng công việc của em á, nhiều lúc là em cần cái người đó quan tâm lo cho em. Ví dụ như nhiều lúc em đi làm về trễ rồi á, có thể nấu nướng được cho em trước được. Được, anh em nghĩ nấu được ăn đó. Được anh. Nấu ăn cái được đó không? Em lo được. Được hay hết quá. Đúng không? Dạ. Vấn đề ăn được hay không mới quan trọng đúng không? Dạ. Trong nghề nghiệp của em á thì có cái là trực đêm á. Dạ, cho em hỏi là ví dụ như trong thời gian em đi trực đêm đó chứ có con ở nhà thì có đi nhậu nhẹt gì không, hay là buồn quá hay đi với người khác nhậu nhẹt thì sao? Không bạn ơi, cái này là chỉ nhậu vì công việc, nói chung hạn chế nhậu nhẹt bạn bè, nhậu nhẹt linh tinh lắm. Còn nếu cần dọn lại bệnh viện nhậu. Nói chung khó rồi, anh này không bao giờ có nhậu vậy đâu. Thôi dễ thương đó. Rồi, này của chăm sóc em đi. Là tròn do luôn á. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai em. Chào Si, Linh. Dạ, con chào cô. Bạn trai thì thấy cũng hòa đồng, dạ. Với hai nó vui vẻ. Thấy thì cũng được. Cho cô hỏi, uống rượu hơi nhiều. Nhưng mà trong khi đó có khi nào uống rượu mà khi nào quậy không? Dạ, cái đó thì không mà. Tại vì làm việc mà tiếp xúc khách hàng mà. Mình mà quậy cái là nói chung khách hàng nó thấy mình nó sợ, cái là mất mối liền ạ. Xỉn là ngủ mà ngủ ly bì luôn, không bao giờ lằn nhằn mà không bao giờ nói nhiều ạ. Em đi với ai? Dạ, bữa nay em đi với mẹ với mấy anh em làm chung ạ. À, mới nói mẹ tụng kinh hàng ngày đó hả? Dạ. Rồi, dạ, chào cô. Chào em Chi Quyền Linh với chào em Chi. Dạ. Dạ, em chào gái. Chào con. Dạ. Nôn luôn, có dâu lắm rồi hả cô? Trời, nôn dữ lắm. Bởi vì có hai thằng trai mà không đứa nào chịu lấy vợ chứ. Anh của nó tới giờ cũng chưa chịu lấy vợ, ngày nào cũng kêu chứ. Dạ. Ngày nào cũng kêu thôi gán kiếp vợ đi tí ơi. Con dâu tương lai bên này thì cô thấy cô chấm không? Cô thì thấy cũng được đó mà. Còn hai đứa không biết làm sao. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mở rào. Mở rào.
có món quà tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc em với giờ bạn gì nữa. Nào đứng lên, ta đang tặng quà mà. Thì cho mình hỏi là cái công việc của bạn như vậy á, thì có thể lưu động lên thành phố Hồ Chí Minh được không? Anh với em cho tình cảm đi ha, đâu có sao đâu. Dạ. Nào tập cho nó quen rồi từ từ cũng tới thôi. Cái anh là cái công việc kinh doanh cho nên cái thời gian nó cũng không có bó buộc, mà hồi đó giờ thì anh ít đi Sài Gòn nữa. Nếu mà có cái cơ hội mà quen em á thì chắc có thể anh đi Sài Gòn nhiều đó, tháng nào anh cũng sẽ lên, nói chung là thăm em. Do là cái công việc của mình muốn phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh á, em còn muốn học cao lên, giống như là sau này mà quen nhau mà có làm nhau thì anh có định hướng được là chắc chắn là anh chuyển lên được thành phố Hồ Chí Minh không? Nói chung mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên. Nếu mà em chắc nịch á, em ở Sài Gòn em làm thì anh sẽ cố gắng anh tạo điều kiện anh lên Sài Gòn, anh kiếm một cái công việc gì đó để anh làm. Anh nói em trai nghe nè. Dạ. Tất cả những công ty bảo vệ thực vật hàng đầu của Việt Nam đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Cái công ty của em trụ sở nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Đúng Minh rồi. Nó nằm ở quận 7 á. Dạ. Thành ra là yên tâm đi, công việc của em chuyển đây rất là đơn giản ha. Đừng có lo. Em có thích hay đi du lịch, đi dạ, cái đó là sở không? Thích của em là em thích đi phượt. Ví dụ như nếu mà em có thời gian em muốn đi phượt á thì em có thể đi cùng không ạ? Nói chung anh cũng thích đi du lịch, thích chụp ảnh, đặc biệt là nói chung là thích ăn uống. Thấy cái tướng của anh là em biết rồi. Thì em có ngại quen một cái người mà nhỏ tuổi hơn em không? Nói chung là tuổi tác không quan trọng, nhưng mà chủ yếu là cái người đó phải chững chạc hơn em. Đấy, anh có đảm bảo được là anh lo cho em và cái suy nghĩ nó chững chạc. Nhưng hồi lúc còn đi học á thì cũng con nít lắm, nhưng mà hiện tại giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Còn cái chuyện mà em lo là em đi làm tối, đi trực ca đêm rồi đó, thì sợ anh ở nhà tập tụ bạn bè nhậu nhẹt đó. Cái đó chuyện đó thì chắc không xảy ra đâu. Anh có thể ở nhà, anh giặt đồ, anh lau nhà, anh nấu ăn, coi phim, anh đợi em về cũng được. Đâu nhất thiết là em đi ra ngoài là anh phải đi ra ngoài bê bết bạn bè nhậu nhẹt đâu. Người đàn ông mình nói chung mình có gia đình rồi, mình phải nghĩ cho vợ, cho tương lai của mình. Trời hay quá. Bán thuốc bảo vệ thực vật mà nói tình yêu hay quá ta. Nói cô gái xúc động rồi luôn đó. Thấy chưa? Lần đầu anh gặp em thì nói chung cũng thấy em cũng dễ thương. Nói chung anh thích. Nói chung con tim anh giờ có rung động không? Nó muốn bay ra ngoài luôn. Dạ. Tiến tới bạn gái mình sao mới làm cái, nói một cái gì hay làm một cái hành động gì sao cho nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn một chút xíu để thuyết phục bạn gái là có bấm nút hay là hát một bài hát tỏ tình với cô ấy. Hát cái là bạn không bấm luôn đó chị ơi. Ủa vậy hả? Dạ em nói thôi vậy bỏ đi, em muốn làm gì em làm. Thôi em làm gì cho bả bấm đi. Lãng mạn chút. Chung... Tiến tới nắm tay cổ. Nói chung sao, nói chung luôn đi. Em có thể yên tâm mà nếu mà sau này á mình có quen nhau, mình lấy nhau á thì anh hứa anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em. Một người mà nói chung em có thể tựa đầu vô vai anh mà nói chung có thể an tâm được hết. Dạ. Anh hứa sẽ cho em mấy đứa con gì đó, trai gái gì đó. Gia đình thì có hai đứa bé thì nó sẽ tốt hơn. Em thì thích một trai, một gái. Còn không biết bạn thì sao? Em thì sao? Cái đó thì do tùy duyên thôi, chứ mình không biết được. Nhưng mà thôi tốt nhất sinh một lần thôi. Em sợ đau. Là bên điều dưỡng em cũng sợ đau nữa. Quá xuất sắc. Dễ thương đó. Được. Hai bạn rất hợp nhau nhiều thứ đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp này xứng đôi nè. Chính thức từ bây giờ. Nói chung á là hai bạn đã hẹn hò với nhau chính thức. Bây giờ mình xin phép gia đình đi. Đó. Chắc cái này cũng nụ hôn đầu của em. Mà đầu với bạn chứ chắc cũng hồi trước chắc cũng quá quen. Mấy bạn trước chắc cũng có hôn rồi. Trời ơi. Nụ hôn đầu với bạn chi nữa. Thiệt tình thì xin hôn thôi. Lỗi mà còn bạn đó em xin xuống. Không. Chuyện nó bỏ đi. Bây giờ bắt đầu từ bây giờ nha. Đừng nhắc chuyện cũ. Dạ. Quá khứ cho quà quá khứ đi. Nói chung là giờ xin đi. Nhắc chuyện cũ tôi sẽ tuốt này á. Cho con xin phép hôn em cái á. Xin chào các bạn, mình tên là Ngọc Dung. Mình đến từ thành phố Tân An, tỉnh Long An. Còn công việc mình là gì?
Hiện tại công việc của mình là mình quản lý chuyền mai trong một công ty mai ở Long An. Rồi giới thiệu bản thân giùm em một chút, điểm mạnh điểm yếu của mình đi chị Dung. Điểm mạnh của mình đó thì biết quan tâm chăm sóc gia đình và có thể là tự lập trong cuộc sống của mình. Cái điểm yếu là mình có tính nóng khi có cái sự việc gì xảy ra. Không, nói chung là nó cảm thấy là quá đáng thì mình cũng có cái sự nóng giận và cũng đang là có cái khắc phục cái tình trạng đó. Mình sở thích của mình thì thích đi du lịch với mua sắm. Về cái hôn nhân của mình, hôn nhân thì mình đã chia tay là năm 2010 và chính thức ly hôn vào năm 2014. Và mình có hai con trai lớn của mình là sinh năm 1999 và đang làm trong cái một văn phòng luật sư ở thành phố. Còn con trai nhỏ thì năm nay 13 tuổi. Cái hai bạn là ở với chị luôn hả? Từ lúc ly hôn luôn hả? Đúng rồi, con trai lớn thì lúc mà ly hôn á thì là theo Thuận á, ở tòa á, thì sống với cha, nhưng mà thực tế lúc mà cha đi lập nghiệp á thì mình đã sống cùng hai con trai của mình. Và bây giờ con trai lớn thì đã tự ra đi ngoài đi làm, và hiện giờ thì con trai nhỏ đang ở với mình. Dạ, nhưng mà cái nguyên nhân ly hôn của mình ấy ạ? Cái nguyên nhân ly hôn á là do là ông xã là giống như là thích về bên thích không có quan tâm tới gia đình đó. Chơi những cái trò mà đỏ đen mình không thích, cho nên là từ đó dẫn tới những cái mâu thuẫn rồi chia tay. Là cờ bạc đó hả chị? Trời, đúng rồi. Nợ nhiều không? Chị có phải trả nợ cho anh ấy không? Cái lúc đó thì cái tình hình nợ thì tự là coi như tự giải quyết rồi tìm đến tất các cái mối quan hệ phía ngoài để mà tìm cách mà để xoay sở này nọ, cho nên là mình thấy không có ổn. Cho nên là người ly hôn. Là anh ấy đồng thuận luôn, chị đề nghị mình ly hôn là anh ấy ok luôn. Đúng rồi, tại vì cái lúc mà chị ly thân á, là chị lúc đó là anh không có chấp nhận, thì theo cái luật á thì sẽ ly thân 3 năm thì sẽ chính thức ly hôn. Thì lúc đó năm 2010 thì bắt đầu ly thân, tới năm 2014 á thì chính thức là ly hôn luôn, ra tòa. Mà chị chia tay ly thân gì mà từ 2010 tới 2014, 4 năm gì vậy? Ly thân. Đúng rồi, ly thân là em phải ly. Tức là anh ấy không chịu ly hôn nhưng mà chị ly thân 3 năm để được đảm bảo cái quyền là ly hôn đơn phương cũng được, đúng không? Là giải quyết được luôn. Còn nếu như mà chị chỉ ly thân mấy tháng hoặc 1 năm là chị đơn phương ly hôn thì cũng khó, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là mình theo làm theo đúng luật đó, đó là mới dễ dàng. Thì cái mẫu người đàn ông của chị là không có cần phải là phải đẹp hay ngoại hình hay sao á, miễn là cái tính tình phải tính tình tốt, biết lắng nghe rồi biết chăm sóc gia đình là được rồi. Cái lúc mà đầu á là lúc con chị còn nhỏ, cho nên chị không có nghĩ tới cái chuyện là sẽ đi bước nữa. Nhưng sau này thì con đã lớn rồi, giống như là mình đã thấy cái trách nhiệm của mình đã tròn đó, là cho nên bây giờ bắt đầu mình muốn tìm một nửa để sau này khi tuổi già thì có vợ chồng già với nhau, con thì nó còn phải lo tương lai của nó nữa. Cho nên là bây giờ chị muốn là tìm đến cái chương trình này hẹn hò một cách văn minh và lịch sự để chị tìm cái nửa còn lại. Bây giờ chị tìm mẫu người như thế nào ạ? Cái mẫu người của chị thì người đàn ông là chỉ giống như là biết lắng nghe, biết quan tâm và chăm sóc gia đình vậy đó. Tuổi tác ngoại hình thì sao ạ? Ngoại hình thì nói chung là chị không có đặt vấn đề nặng về ngoại hình. Ví dụ như còn cái tuổi tác thì phải lớn hơn chị hoặc bằng. Chị không thích người nhỏ hơn. Rồi, anh nó ly dị nên em con được không chị?
cái việc mà ly dị nuôi con thì chị vẫn chấp nhận, tại vì cái khi mà mình đã cái lứa tuổi của mình thì nó sẽ có những cái hoàn cảnh đó xảy ra. Thế là ly hôn nuôi con ok đúng không chị? Ok. Ủa, chị đang ở Long An rồi bây giờ anh ấy đang ở Sài Gòn, Tây Ninh rồi các tỉnh lân cận thì được không chị? Cái khoảng cách đó thì chị nghĩ thì nó chị cũng không có đặt nặng gì cái khoảng cách đó, chỉ cái quan trọng là hai người phải hợp với nhau. Dạ, tức là khoảng cách chị không quan trọng đúng không ạ? Chị có điều gì chị không thích ở người đàn ông không ạ? Chị không có thích người đàn ông, cái thứ nhất về nghề nghiệp đó là chị không có thích tài xế. Cái thứ hai á là chị không có thích cái người đàn ông mà giống như la cà mà mấy quán xá rồi nhậu rồi nào, chị không thích. Chị thích những người nào nhẹ thuận nhậu ấy đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ví dụ như bạn trai tài xế nhưng mà có xe của nhà, chạy dịch vụ của nhà thì được không? Cái đó thì có phải được, còn tài xế mà đồ đi các thứ đó, nhà có xe xong chạy ráp xe nhà và các thứ ấy được không chị? Cái đó thì cũng được, nói chung là có xe của nhà là ok đúng không? Dạ. Rồi về ngoại hình chị có điểm gì không thích ở bạn trai không ạ? Về ngoại hình thì chị không có thích bạn trai là giống như là để tóc dài nè, để râu nè, chị không thích. Là râu ria đúng không? Rồi, không biết gì nữa không ạ? Bụng bự hay là bụng một múi hay như thế nào ạ? Cái đó thì chị cũng không đặt nặng gì vấn đề đó. Dạ rồi, ok chị. Thì chị có năng khiếu tài lẻ và hát hò thì được không chị Dung? Hát thì chị cũng biết chút chút thôi chứ chị không có không biết hát hay. Dạ, chị hát một đoạn thôi mà. Chị sẽ hát vài câu cái bài mà tâm sự đời tôi ấy, giống như là cái tâm sự của chị luôn á. Lúc khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người, dạ rồi. Ok, cảm ơn chị Dung nhiều, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với chị nha. Nói chị nó thu tiếng cho máy quay. Xin chào chị, mở khẩu trang nha, giúp em. Chị mở khẩu trang cho em. Mình lên cáp mình mở khẩu trang nha các bạn nha. Hello. Dạ rồi, nó thu tiếng cho máy quay. Xin chào chương trình. Mình tên là Phùng Thị Thu, sinh năm 1982, quê ở Hưng Yên. Mình đang làm nghề kinh doanh tự do. Đường 45, khu phố 2, Bình Chánh, Thủ Đức. Rồi mình chia sẻ bản thân một chút nha chị, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ạ? Mình thì nói chung là về sơ được con người của mình thì mình được cái là cũng nhanh nhẹn và hoạt bát, cũng thích giao tiếp với mọi người. Sở trường của mình thì là nhanh nhẹn, và sở đoạn của mình thì hơi nóng tính xíu. Nóng cỡ nào chị ha? Nói chung là nóng cũng có thể kiểm soát được. Cái nóng nhất của chị là chị đã từng làm cái gì rồi? Nóng nhất của mình nói chung là cũng không để lại hậu quả lần này nhiều. Chỉ là nao mắng hoặc là la hét thôi. Rồi hết thì chị la hét với ai? Có thể là những người thân mà đang làm cho mình cục bộ chẳng hạn. Có thể gì nữa, đã từng xảy ra chuyện gì rồi chị kể cho em nghe. Thì ví dụ trong quá trình mà dạy con chẳng hạn, ví dụ con cái không nghe lời thì mình lúc ấy mình cũng nóng tính thì mình bực bội thì mình cũng la mắng, ví dụ nóng quá thì mình cũng có thể đánh. Con chị là bao nhiêu tuổi rồi? Con mình một cháu năm nay 19, một cháu 16. Giờ còn đánh gì nữa đúng không? Ngày xưa đúng không? Đúng rồi, ngày xưa cháu nhỏ thôi. Con thì là con trai hay con gái hả? Mình có hai cháu trai. Rồi chị chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình đúng không chị? Mình với cả ông xã mình kết hôn năm 2003 mà đến 2011 thì ông xã mình mất. 2011
11 đấy hả chị? Là mất 11 năm nay rồi. Sao mất 11 năm, từ đó là ở vậy nuôi hai đứa con. Mà mất bị bệnh hay sao chị? Ông sao mất bị bệnh ung thư. Và từ đó tới nay là chị... Từ lúc đó, đấy là chị ở trong này chưa hay chị còn ngoài? Đúng rồi, mình ở đây từ lúc lập gia đình. Là bây giờ chị ở nhà đó là nhà chị luôn hay là đúng chị rồi, chồng? Bây giờ ở nhà mình, ở nhà riêng. Nhà đó là chị mua sau này hay là... Ý không, là... nhà đó là mua từ ngày ông xã còn sống. Hai vợ chồng mua, chồng mua đó đúng không? Chồng mất. Dạ. Vậy là con chị là bạn lớn nó đang học đại học rồi. Bạn lớn học đại học năm nhất, năm nay chuyển sang năm 2. Bạn thứ hai là chuẩn bị nên nó 11. Rồi chị có tìm hiểu ai trong thời gian này không chị? Từ ngày ông xã mất là chưa tìm hiểu ai mà cũng chưa quen ai. Chứ động lực nào hôm nay chị đến chị tham gia chương trình? Tại vì hai cháu nó lớn ấy, nó cũng hiểu biết thì nó cũng khuyên là đi kiếm lên một người bạn để có lúc buồn vui mình có thể chia sẻ được những cái chuyện buồn vui trong cuộc sống mà không thể chia sẻ được với con cái ấy. Chị con chị là động viên chị đi tham gia đó hả? Là nay chị đi với bé nhỏ hả? Đúng. Bé nhỏ 16 tuổi đó đúng không? Cháu đang 16 tuổi. Đang nghỉ hè rồi đó hả? Chị có sở thích ca hát nè đúng không? Đúng rồi. Chị hát thì hát không có hay nhưng mà hay chị hát. Rồi vậy mà chị hát một câu cho tụi em nghe đi. Nói chung là hát không được hay nhưng mọi người đừng cười nha. Hát hay làm ca sĩ rồi chị ơi, đâu mà đây. Mình xin hát một đoạn của bài hát nha. Thôi giới thiệu người này ha. Rung quá quên rồi. Okay. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, hai ta chung nỗi buồn. Em thương sáng tím bằng lòng, anh thương những chuyện. Xin lỗi nha, hơi bị run. Chị ơi, bình thường cái giọng của chị nó cũng khàn như này hay là hôm nay chị run đấy ạ? Đúng rồi, mấy bữa nay kiểu như bị đau họng. Rồi. Thế về uống nước các thứ nhiều cho nó trong cái giọng lại để ngày đi quay hát cho nó hay nha. Rồi bây giờ chị muốn tìm mẫu thì bạn trai như thế nào chị? Mình thì muốn kiếm một người hơn mình tầm 15 tuổi trở lên. Yeah. Nói chung là công việc thì có ổn định, thu nhập thì ở mức trung bình cũng được. Yeah. Rồi người đó thì chị yêu cầu gì về ngoại hình thế ạ? Không, nói chung là ngoại hình thì mình cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng là hợp, tính cách hợp là được. Cùng quan điểm và lối sống với nhau là được, biết chia sẻ. Không, nhưng mà phải có những cái mô tả ban đầu để tụi em coi xem là người ta có hợp với chị hay không. Chẳng hạn như chị 1m54 thì chị có mong muốn là bạn trai cao thấp và ốm sao không? Nói chung là mẫu người để mà mình chọn thì cứ cao 1m70 trở lên là được. Đấy, mà không yêu cầu thì không quan trọng gì. Mà cái thời 8X rồi 7X của bọn chị thì lấy đâu ra người mà cao 1m7 trung bình họ chỉ có 1m63, 1m65 thôi. Đấy là nếu mà được lựa chọn thôi chứ còn gặp hợp là quan trọng. Rồi, nói chung là minimum thấp nhất thì khoảng tầm 1m62, 1m6 đúng không? Còn được 1m7 trở lên thì càng tốt. Ok. Không yêu cầu với yêu cầu khác rồi thôi. Nếu mà cho lựa chọn thì phải chọn thôi. Chọn nó cũng phải tương xứng với mình chị. Chứ còn không em chọn lấy sân tùng luôn rồi. Không lấy chồng bình thường chi nữa. Rồi, về tính cách nè, về tính cách thì sao thì sẽ hợp với chị? Tính cách thì mình thích một người đàn ông, thứ nhất là phải trung tình, thật thà và hiền lành, hay không? Rồi, chị theo chồng được không? À, được, cái chuyện thì cũng không có gì là quan nhưng trọng. Nhưng mà con chị thì sao? Con mình thì cháu nó cũng lớn rồi, nó tự lập. Vậy giờ ví dụ bây giờ chị lấy chồng ở Đồng Tháp đi, em ví dụ ta. Đi một cái chỗ khác vậy thì chị sẽ tính cho con mình như thế nào? Không, nếu mà xa quá thì mình từ chối. Nếu mà ở trong thành phố đây thì được. Chứ trời, ở trong thành phố thì đâu có gọi là theo chồng. Đi phải đi tỉnh khác luôn á. Nếu mà đi tỉnh thì thôi, mình từ chối, mình không đi tỉnh được. Nói chung là các tỉnh khác tới đây làm việc thì ok đúng không? Đúng rồi. Gọi nào cũng được. Nhưng mà nếu mà bảo về quê theo chồng là không về được. Thế nên là ở quê khác thì được nhưng mà phải lập nghiệp ở đây. Vậy thì anh đó là anh muốn đi tới chị là giờ ví dụ ổng có sự nghiệp ở chỗ khác đi thì là ổng bỏ theo chị là được đúng không? Được. Nhưng mà xuống đây rồi thì bây giờ ảnh tới đây thì bây giờ chị có hỗ trợ được tiền việc hay là cái gì cho ảnh được không?
Nói chung là nếu mà hợp nhau rồi thì nó sẽ đưa ra cái phương án sau. Không, không sao chị ơi, đây tới đây thì nhất là những anh chị lớn tuổi là phải rõ ràng mục tiêu, mục đích. Giờ cái anh đó đang chủ một cái vườn tôm ở dưới Cà Mau đây nè, tiền bạc tài sản người ta, người ta cũng vận chuyển rồi lên đây. Giờ sao theo chị, giờ anh đồng ý theo nếu chị mà đó. Theo mình thì mình sắp xếp công việc là chị bán tập hóa lâu chưa ạ? Mình bán lâu rồi, cũng được 5-6 năm rồi. Và trước khi mà chị bán tập hóa thì chị làm công việc gì? Trước bán tập hóa thì ở nhà thì mình bán buôn bán ở chợ Bà Chiểu. À, chứ chị bán ở chợ Bà Chiểu, chị bán sản phẩm hàng gì? Mình bán về thực phẩm. Nói chung là về kinh tế thì ba mẹ con thì cũng ổn đúng không? Đúng rồi, kinh tế thì ổn định. Đường 4 năm là cái đường mà gần cái chùa Ưu Đàm đó hả chị? Chợ, nhà gần chùa Ưu Đàm thôi. Gần chùa Ưu Đàm luôn. Rồi, chị còn yêu cầu gì của bạn trai hoặc là có tiềm gì không thích của bạn trai nữa không ạ? Không, mình cũng không có yêu cầu nhiều hết, chung là mình cảm thấy hợp là tới thôi. Thôi vậy là đủ nhiều rồi đó chị. Đúng rồi. Rồi, được rồi, cảm ơn chị. Ok, cảm ơn chị Thu ha. Có gì thì mình làm nội dung thì mình khai thác kỹ hơn nha. Rồi, em cảm ơn chị nha.